Cầu Lũ về là 4 xác, ở đây là 3 xác, còn ở kia trong này không biết bao nhiêu xác nữa. Rồi, hôm nay sáng nay được 10 mấy xác nhỉ? Trời ơi, quý khán giả phải ở tận đây thì mới biết là cái độ khủng khiếp của cơn bão nó như thế nào. Kính chào quý khán giả thân mến, hiện tại Huy đang có mặt tại làng Nủ của huyện Bảo Yên, thành phố Lào Cai, của tỉnh Lào Cai. Và hôm nay Huy đi vào đây để ghi hình và theo dõi những cái diễn biến ở khu vực sạt lở nghiêm trọng ở huyện Bảo Yên này. Và trước mặt mọi người đây là một cái bản, trước kia là một cái bản, nhưng mà sau cái đợt lũ quét sạt lở vào ngày mùng 10 tháng 9 thì bây giờ nó biến thành như này đây, tan hoang, quá là đau xót. Và đằng xa bên kia thì các lực lượng chức năng cũng đang tìm kiếm những cái nạn nhân xấu số mà nằm dưới lại hàng tấn bùn đất đá. Một cảnh tượng quá đau xót. Từ một cái bản làng bình yên mà biến thành như này. Theo như thông tin mà Huy được biết thì tỉnh Lào Cai thiệt hại về người là nghiêm trọng nhất và nặng nhất. Ngoài Bảo Yên ra thì còn Bắc Hà, Simacai, Yên Bái và Sapa, Bát Sát đều ảnh hưởng rất là nhiều. Quá đau xót. Khu vực này thì 100% là người Tày quý khán giả. Bản Nủ này là người Tày sinh sống. Còn bây giờ thì tan hoang hết rồi. Nhà của chú là ở điểm nào ạ? Nếu mà nhà chú ở bên kia cột Viettel. Cái cột ta, tức là ngoài khu vực này thôi đúng không? Bên kia có đôi. Ngoài khu vực này. Nó đấy là bạc khu khác. Ở đây là nghe đây nói là khu vực xóa sổ hết rồi, nên là họ ra ngoài cái hết rồi cháu. 30 mấy hộ nhờ chú nhỉ? 36 hộ à? Thì là xóa sổ hơn 25 hộ. Thế thì hôm qua thông cái hộ kia gọi là con đấy. Nhưng cái nhà kia còn này còn một ít thôi. Vâng. Sàn trên thôi. Tức là nó đổ vào là lúc sáng sớm đúng không? Sáng sớm ngủ chưa dậy, nhiều người ngủ chưa dậy. Lúc 5 giờ. Hơn 5 giờ. 6 giờ kém. Mưa sáng các bạn lúc đấy tối. Tôi cũng ở ngoài phố làng thôi, nhưng mà con tôi ở đây nên là nó nắm được thông tin. Chết gì? Con tôi làm dâu ở đây mà. Cái đằng sáng là mấy ngày vừa rồi á, không điện gọi điện cho con không được, rồi gọi cho thông gia không được. Ê, cả mấy đêm mà ngủ được tí nào không, mất sóng, mất liên lạc rồi, mất liên lạc mãi đến 4 giờ sáng hôm qua nó mới gọi cho mình nữa. Mình người ở đây à anh? Mình người ở đây à? Nhà mình ở đâu? Khó khăn quá. Của thế may quá con người. Thế nhà chú tổng là có bao nhiêu người ạ? 4 người đều thoát hết đúng không? Hai đứa con đi làm thuê. Vâng. Còn hai vợ chồng ở nhà. Hai vợ chồng ở nhà. Nhà thì đổ sập hết rồi đúng không? Dạ, sập hết rồi. Vùi lấp rồi. May thế là lúc đấy bị là mấy giờ hả chú? Lúc đấy là tầm 6 giờ. 6 giờ buổi sáng. Vâng. Ngày mùng 10 tháng 9. Buổi sáng thì đầy sáng sớm tầm 5 nữa là ra trước nhà chăm nước vú. Vâng. Xong rồi lại vào nhà xong rồi xuống đường đây xong rồi đi lên xuống nhà chập lại. Vâng. Thế là đang đứng thì vừa đứng thì thấy người ở đấy nó bảo chạy đi thì
quay lại dùng cái ngọn cây kia là đất mà cứ thấy chảy qua trên cái ngọn cây là bắt đầu tầm 2 phút thôi khoảng bùm cái là nó sạt hết khu này luôn. Tầm 2 phút nó sạt bằng cái này nhìn coi trắng hết luôn. Vâng. Thế trước từ trước kia là khu này đã từng sạt hay là từng lũ chưa ạ? 2008 thì nó cũng đã sạt một lần rồi. Đã từng sạt rồi, có thiệt hại không ạ? Thiệt hại rồi. Cũng thiệt hại rồi. Còn đây là một hình ảnh ở bên trong ngôi nhà, mà ngôi nhà này thì cũng ngập nửa rồi. Và ở bên trong này còn là một chú mèo, quý khán giả. Cái đau lòng nhất là không biết chủ nhân của mình đã đi đâu rồi. Cái đau lòng nhất là con mèo. Hình ảnh của một số ngôi nhà mà nằm ở bên góc của tâm lũ quét tan hoang và không còn gì. Ở đây trên bàn uống nước thì cũng đang dở những cái cốc nước. Thật là đau lòng quý khán giả. Từng là một bản làng bình yên, chỉ sau một đợt bão cơn lũ nó đã biến thành như này đây. Và quý khán giả nhìn xung quanh này, đằng kia cũng có dấu hiệu sạt lở rồi, có sạt lở rồi, nhưng mà số lượng cũng chưa nhiều bằng chỗ này. Và ngay đằng dưới kia là những cái nhà này, những cái bản, có một vài hộ gia đình đều ở bên đấy đấy. Theo như Huy để ý thì cái bản này nằm ở lòng chảo, như lòng chảo. Quý khán giả để ý đây là có một con trâu bị trôi dạt ở đây rồi. Thật là thương tâm. Còn đằng xa kia thì các chú bộ đội chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Quá là đau lòng. Một cái bản làng bình yên, rất là bình yên, nhưng mà sau một cơn lũ quét, sau một đợt sạt lở thì nó thành ra như này. Quá là đau lòng. Ở đây thì các chú bộ đội đang tìm kiếm những nạn nhân xấu số. Rất là khó tại vì lượng đất nó đổ xuống quá là nhiều. Theo như thông tin Huy đọc được vào chiều ngày hôm qua, tức là ngày 11 tháng 9, thì tổng cộng tìm được 30 người rồi. Còn hôm nay thì chưa cập nhật. Hôm nay là ngày 12 tháng 9. Ở đây thì các lực lượng cũng đang tìm kiếm
hết công suất tìm kiếm những cái nạn nhân xấu số mà còn nằm lại ở dưới những cái hàng tấn đất đá này. Quá là đau xót. Theo như thống kê thì ở Lào Cai về thiệt hại về con người là nặng nhất rồi. Ở tỉnh Lào Cai đấy quý khán giả. Ngoài Bảo Yên ra thì còn có Bắc Hà và Simacai, Bát Sát với cả thị xã Sapa. Ở đây sử dụng cả những chú chó để phục vụ tìm kiếm. Tại thì cái hình ảnh mà sau khi trận lũ quét và sạt lở đất đi qua, còn những ngôi nhà nằm ở hai bên rìa thì nó tan hoang như này rồi. Còn ở tâm của lũ quét thì không còn gì nữa rồi các khán giả. Quá là đau lòng, quá xót thương. Kia thì sử dụng cả máy xịt công suất lớn để đẩy những cái lượng đất đá dễ tìm kiếm hơn. Tới thời điểm hiện tại là ngày thứ hai rồi, ngày thứ hai của cái việc sạt lở này rồi. Phải ở tận đây thì mới biết là cái độ khủng khiếp của cơn bão nó như thế nào. Những tiếng khóc. Nốt hương người con chắc về nhà trước. Tới thời điểm này thì lại tìm được thêm một nạn nhân xấu số nữa rồi. Xin chia buồn cùng với gia đình. Những ngày buồn.
những ngày buồn ở khu vực thành phố Lào Cai và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Quá là đau thương. Ở đây thì những cái chiếc quan tài, những cái áo quan cũng đang dần dần để trở lên nữa. Số lượng rất là nhiều quý khán giả. Khu vực hiện tại Huy đang đứng thì cách cái điểm sạt lở vào khoảng 500m quý khán giả, ở ngay trên kia. Khu vực này thì cũng ảnh hưởng rất nhiều về cây nông nghiệp. Đây, cây lúa hỏng hết rồi. Và bên cạnh này là cái con suối Hiền Hòa hàng ngày chảy đó. Nhưng mà vào đúng vào ngày mùng 10 tháng 9, vào sáng, buổi sáng ngày mùng 10 tháng 9, một cái tai họa ập tới. Rất là đau xót. Bây giờ tan hoang rồi, không còn gì nữa rồi. Này ruộng của bà hả bà? Vâng, không phải đâu ạ. À. Không phải à? Bà là không vì sao đâu ạ. À, vâng. Bà là khu trên. Bà ở khu... Nhưng mà nhà ở đây. Nhà bà ở đây à? Vâng. À, thế nhà bà lúa này có phải của bà không? Không ạ. À. Không phải à? Vâng. Kia là nhà bà à? Vâng. À, bà đằng sau kia. Thế cái hôm mà sạt bà có ở đây không ạ? Có nhưng mà nó không nhận dạng được, nó ở bắn ở trên xuống. À, thế lúc đấy là khoảng 6 giờ sáng đúng không ạ? À, thế rồi hô hào một cái là nó bắn xuống luôn hả bà? Đất đá nó chảy xuống luôn hả? À, dạ vâng. Nhìn cái này, bà còn tưởng là trời mưa thế này còn đứa nào còn đi ô tô. À, bà cứ tưởng là nổ pin hả? Vâng. À, thế là bà còn xuống dưới kia mà xem nước, mà lúc ấy nổ trên đấy này bà mới chạy ở dưới lên vừa đến đầu cầu là vâng. Tức là lúc đấy bà là đang ở ngoài vâng. Trời đang đuối đang mưa đúng không bà? Vâng. Đang trời mưa vâng. Và cái nước đá trên kia nó đổ ầm xuống vâng. Chắc chỉ trong vòng khoảng mấy giây thôi chứ bà? Vâng, khoảng 3 giây là cùng, nhưng mà mất 5 đứa cháu. Dạ, 5 đứa cháu ở trên kia vâng. Nhà bố bàn ấy, nhà hàng bóng ấy. Vâng, năm người, tức là lúc đấy đang ở trong nhà hết à? Vâng, nhà nó ở trong, nó sạt ra là nhà nó đầu tiên. Vâng, thế tìm được chưa ạ? Chưa, tìm được ba người, ba đứa, ba bố con. Tìm được ba bố con rồi ạ? Vâng, còn hai mẹ con chưa thấy. Còn hai mẹ con à? Vâng, hai mẹ con là ba mới lại con gái. Vâng, quá đau xót bà. Vâng. Thôi cháu chia buồn cùng với gia đình ạ. Vâng. À. Và đằng góc bạt xanh kia, quý khán giả có thấy không ạ? Tức là những nạn nhân mà gia đình tìm được thì sẽ được chôn cất. Sẽ được chôn cất. Hiện giờ thì đang chôn cất đấy rồi. Ở đây là nhà văn hóa thôn Làng Nủ, quý khán giả. Những cái áo quan được tập kết ở đây và những cái nạn nhân xấu số tìm thấy thì sẽ được mang ra đây và bàn giao cho những gia đình có nạn nhân xấu số ở đây. Quá thương tâm quý khán giả.
đây là những cái áo quan được chuẩn bị sẵn, sau khi mà tìm được thi thể thì sẽ sử dụng. Còn ở đây là những cái những người đang đợi tìm kiếm những nạn nhân xấu số như con, như cháu, như bố, như mẹ chẳng hạn. Quá đau xót, người ở lại thì đau xót và những người chứng kiến thì ám ảnh quý khán giả. Đây là những gì mà cơn bão Yagi để lại, một cái hậu quả lớn. Một cơn bão đi qua để rồi mưa lũ sạt lở đất, và bây giờ thiệt hại thứ nhất là con người, thứ hai là tài sản. Những người ở lại thì đau buồn, đau xót, tan hoang hết rồi. Và trong này thì những đoàn cứu trợ cũng di chuyển vào rất là nhiều, mọi miền Tổ quốc, từ miền Tây, miền Nam, mọi miền Tổ quốc đều hướng về khu vực bị ảnh hưởng của bão lũ sạt lở. Cũng cho chúng ta biết rằng là người Việt Nam của chúng ta lúc nào cũng yêu thương, đùm bọc nhau. Còn những chiến sĩ công an, bộ đội, lực lượng chức năng thì làm việc không ngừng nghỉ quý khán giả. Ăn vội, ngủ vội. Còn đây là một chiếc xe máy vừa bị lũ dạt vào đây, hư hỏng nặng hết rồi. Hư hỏng hết rồi. Chú phải người ở đây không chú? Chú có phải người ở đây không ạ? Có chú người ở đây ạ? À? Nhà chú thiệt hại nhiều không ạ? Nhà chú mất nhà, mất vợ, mất hai đứa cháu và hai người là bây giờ đang điều trị. Đang điều trị, thế là tìm được chưa ạ chú? Bây giờ còn một đứa cháu gái như chú tìm thấy. Còn một người cháu gái nữa ạ. Quý khán giả, ở đây mọi người có thấy xe không ạ? Một chiếc ô tô tải nát bét ở đây rồi, và đằng sau cái xe tải là xác của một cái máy xúc, xác của một cái máy xúc. Cảm giác sắp mưa rồi, cảm giác sắp có một cơn mưa mới tới rồi. Mây đen cuồn cuộn tới rồi quý khán giả. Ở đây thì người Tây cho nên là đa số những ngôi nhà ở đây được dựng là những gian nhà sàn quý khán giả. Còn cái lúa thì đổ rồi mọi người quý khán giả. Một cái dòng suối hiền hòa bỗng trở nên dữ dội. Và cái trận lũ quét và sạt lở đất nó trôi dạt tới tận đây này quý khán giả. Rác này, gỗ này và những cái cột của ngôi nhà, những cái cột xà ngôi nhà đây này, trôi dạt hết ra đây. Ở đây trước kia là một cái cánh đồng, những cái ruộng đấy, nhưng mà hiện tại thì đổ hết, tan hoang hết rồi. Đây này quý khán giả, đây là những cái cột nhà. Cột nhà. Củi,
củi các thứ trôi dạt hết xuống dưới này rồi. Đây không phải là củi mà là những cái cột, những cái thanh, những cái xà của căn nhà sàn của người Tày, quý khán giả. Đây, trôi dạt hết về đây rồi, không còn gì rồi. Bà ơi, sáng nay là tìm được thêm bao nhiêu người ạ? Không biết, bảo là mười mấy người gì ạ? Sáng nay là tìm được thêm mười mấy người ạ? Ừ. Là chủ yếu là xuống sạt xuống dưới này ạ? Ừ, sạt chỗ là ở trên nữa. Ở trên nữa. Về cầu Lũ về là 4 xác, ở đây là 3 xác, còn ở trong này không biết bao nhiêu xác nữa. Rồi, à, hôm nay sáng nay được mười mấy xác nhỉ? Cháu không biết là sáng nay như nào, nhưng mà hiện tại thì là À, hôm qua lúc 5 giờ là cập nhật là 30 đúng không? Không, tới hôm nay là 41. Tới trưa nay là 41. À. Bà là người ở đâu ạ? À? Nhà bà? Bà là người ở đây thôi mà đi vô ở ngoài kia, anh em ở đây. À, tức là anh em các thứ là ở trong trong bản này. Anh em nhà cô không mất rồi. Nhà anh em ruột nhà cô không mất, mà anh em có chồng thì mất một nửa. Mất cả nhà, cả xóa sổ hết hai ba nhà đấy, cho là anh em của chồng, còn anh em của vợ thì không mất. Vâng, ừ. Quá đau xót nhỉ. Vâng. Và nó tới đột ngột bà nhỉ. Vâng, trong thì còn anh chị gái chồng thì cũng mất hai ba cháu, bây giờ chưa tìm thấy. Còn nhiều lắm, toàn anh em ở đây, bên chồng ở đây nhiều thôi. Trước vâng. Đây ở đây không mới đi chuyển ra ngoài thôi. Vâng. Một từ một cái bản làng yên bình mà bây giờ tan hoang hết rồi. Ngày xưa ông cụ kỳ mà chưa không thấy bao giờ như thế này. Chưa, đây là lớn lịch sử rồi. Lịch sử. Lịch sử rồi. Ông cụ kỳ bây giờ có người già 90 mấy tuổi nhưng mà bà là chưa thấy bao giờ. Vâng. Chưa biết cả bản này ạ. Chưa thấy ngập đến bây giờ như thế này, chưa thấy bảo là sạt như thế này bao giờ. Vâng. Vâng. Là cũng xóa sổ, tức là cả gia đình ở trong nhà là trong gia đình và là xóa sổ hết. Là có đâu có tìm được ai trong nhà đấy chưa ạ? Cũng một nhà, cái nhà anh em của nhà cô mất tích thì thấy hết rồi. Thấy hết rồi ạ. À. Các lực lượng chức năng giúp thì tìm thấy hết rồi. Vâng. Còn một nhà thì thấy sáng nay thấy một con trai thì cũng xóa sổ. Đau xót quá. Nhiều lắm. Vâng. Nhà cô phải là anh em nhà cô có biết được, còn anh em ở cạnh đấy là cô đi vô lâu rồi cô cũng chả biết. Vâng. À, trong lúc cứu trợ thì đoàn quân của chúng ta gặp sự cố. Còn đây quý khán giả, khu vực Huy đang di chuyển là thuộc thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên của Lào Cai. À, đây là tàn dư của cái cơn lũ và ngập lụt vừa rồi khiến cho Bảo Yên thiệt hại rất là nặng. À, quý khán giả có thể thấy không? Giờ những cái sót lại là bùn và rác thôi. Bùn và rác. Lượng bùn rất là nhiều. Hôm nay ngày 12 rồi. Qua cơn lũ và qua đợt ngập là cũng mấy ngày rồi. Nhưng mà vào thời điểm hôm qua, hôm kia thì nước mới rút thôi. À, từ mọi miền Tổ quốc là đổ về khu vực Bảo Yên này rất là nhiều. Đây là những đoàn mà sẽ đi vào để hỗ trợ khu vực Bảo Yên.
đây cái con sông ở đằng ngay đằng sau này khán giả, con sông ở tít ngay đằng sau kia kìa, cách đây khoảng hơn 100 mét. Quý khán giả, hôm nay là ngày 12 tháng 9 và Huy ghi hình là vào buổi sáng để cho toàn thể quý khán giả biết là khu vực làng nổ của huyện Bảo Yên, thành phố Lào Cai nó nghiêm trọng đến mức nào và những cái tình hình ở khu vực Lào Cai này có những cái gì thay đổi thì Huy sẽ theo dõi và đưa lên để quý khán giả cùng biết và theo dõi. Còn bây giờ thì Huy phải kết thúc cái chương trình ở đây thôi. Cảm ơn quý khán giả. Xin chào.